quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành công văn số 31 trên UBND-KTTH về việc đôn đốc triển khai giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung, tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt là thông báo số 278 ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng còn lại của năm 2022. Với việc đã ban hành các quyết định giao kế hoạch vốn năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện các giải ngân vốn đầu tư trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các dự án khởi công mới năm 2023. Trường hợp một dự án được bố trí nhiều nguồn vốn, ưu tiên giải ngân trước nguồn vốn ngân sách trung ương nếu có. Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở ban ngành được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và cơ quan chủ quản để làm cơ sở tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2023, nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng ban chuyên môn khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án và giao kế hoạch vốn năm 2023, nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương cho các đơn vị thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng lưu ý các chủ đầu tư thực hiện việc báo cáo định kỳ tháng, quý và cả năm theo quy định. Riêng kho bạc nhà nước tỉnh chậm nhất đến ngày 5 tháng sau phải có báo cáo chi tiết danh mục công trình được cấp phát trong tháng trước, lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để kịp thời phối hợp theo dõi tình hình giải ngân kế hoạch vốn.